Ok. Đấy. Đưa 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 cái tay đi, Nhưng mà nếu mà ông gắn như thế là tiếp vừa nãy. nói không nữa, hành tiếp tục chứ phải Không phải dừng lại luôn không, đúng không? không chứ hành chứng là chứng đó là sao, là mình quay tiếp thì bấm tiếp cho hành nó chạy tiếp. À vâng. Đấy, bây giờ này cô chọc này. Nếu mà dừng lại ông vẫn ấn nút đỏ luôn. Đấy, nhưng mà đấy, là xa này. Đấy, rồi, đấy, bây giờ đấy, đưa. Bây giờ cũng rồi, 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 đấy. Thấy chưa? Đấy. À, thấy chưa? Đã. Rồi. Quay con nhỏ ấy, cái gì cái đưa nó vào là đúng rồi, nó vào bên này nó cô này là đi qua cái thực sản như vậy. Không, cái con nhà biết này là cô con bà trong đi đấy. xe. Quay gần lên cái chỗ hoa quả luôn. Hay dòng đâm nếm nếm ở dưới đi mà đi ra chợ của mình này chứ tôi ăn như chân rồi mà không ăn tiền. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả câu chuyện rất nhân văn và xúc động của tác giả thơ Cảnh Giang và liệt sĩ Đặng Thị Chốc qua bài thơ Kết nghĩa với người dưới bộ cùng với ca khúc Cùng sông đuổi ghi ơn do tác giả Đặng Minh Tiến phổ nhạc. Okay.
tình nghĩa với người đã mất. Thì hai mẹ con chia tay đi nào quay về? Thì mẹ cứ nhớ ngày này, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 72, là ngày con ra đi. Thì mẹ hàng năm cứ lấy đây là ngày giỗ của con. Thì tôi nhớ, tôi nghĩ cái câu đó quá cảm xúc, cho nên tôi biết rằng là em hẹn mẹ không ngày trở lại, ngày giỗ của con là ngày con ra đi.
29 tháng 10 năm 2019, di hài liệt sĩ Đặng Thị Chất mới được trở về yên nghỉ tại đất quê nhà, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trong 36 năm trước đó, bà nằm giữa đất lành Quảng Bình ở nghĩa trang Nam Giang, trong sự chở che gương mang của Đảng bộ và nhân dân miền Tây về cảm giác thanh trà hỗ trợ anh hùng. Nhưng mà lên bà sau cái hỏi năm 2018, ông phải đánh giảm tỉnh Hải Dương tìm cờ cầm lấy vai của Đảng Chí Việt từ Hải Cổ Hóa Hoa Hoa Việt Nam Phú Tạch Chí của Đảng Khơ có đồng khá với lời đề tạng liệt sĩ Đặng Thị Chất quê tỉnh Hải Dương. Bài thơ gây xúc động lòng người lập tức được người Hải Dương nhân bản quốc chí. Thế là gia đình và chính quyền địa phương xã Cổ Dũng dựa vào địa chỉ đề tặng ở bài thơ lập tức tìm vào địa trang Nam Giang tỉnh Hải Dương. Chị Hải Dương đã được hồi hương bao xã Cổ cho nhiều gia đình ở miền quê từng gặp trọng điểm đánh phá đất nước cho phút 10 năm tiến hành chiến tranh thảm bại của đế quốc Mỹ. À, tôi đã ra quay rồi. Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định công nhận địa chứng tích tội ác chiến tranh vụ thảm sát đại quân quyết thắng xã Thanh Trạch. Nhà báo. Ông về công trình của địa sĩ Thầy Nhóc. Ông Nguyên đã tặng điểm. Ông có những điểm đáng biệt. Thi thể địa sĩ không còn nguyên vẹn, khuôn mặt đã bị biến dạng và điều sĩ bị mất một chân. May mắn thay, nhiều người dân ở Thanh Trạch đã nhận ra người nữ bí thư chi bộ, người đại biểu trưởng đoàn thanh niên xung phong 283 tỉnh Hải Dương ấy. Sau này khi cải táng vào đất phần nghĩa trang, rất là nhiều tư liệu. Cô quay chồng chồng lên, đưa đưa nhánh là chuyển lên. Rồi một tát rồi quay lại là thấy nóng hết rồi. Đang như là ăn cứ cười tự nhiên lên và mình cứ đẹp cười lên đi thoải mái.
sơn như đổi rồi sơn.